Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào mọi người. Một buổi sáng trên Tây Nguyên, trên khu vườn, khu trang trại, vườn áo chuồng trên kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ với các cô chú anh chị em một số những cái vấn đề liên quan đến những con chó sâu Bắc Hà và một số những cái vấn đề liên quan về cái cây sầu riêng. Lâu quá rồi từ khi giúp đỡ một anh chị, một cặp anh chị ở dưới thành phố Hồ Chí Minh kiếm được một mảnh đất tốt, và đến nay thì người ta cũng gọi là sầu riêng, sầu đồ nó cũng được khoảng tầm vài chục cây bói này, mà anh chị ở đằng này này. Đấy. Mà anh chị vẫn đang có một khu vườn rất là tốt, thấy thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là cũng thấy lên trên vườn, dẫn các cháu lên trên vườn chơi. Vườn của các anh chị ấy thì ở gần hồ, đấy, cho nên là view viết ở rất là đẹp. Mỗi tội một cái là sổ đỏ thì là sổ đỏ đất nông nghiệp, rau đất, rau rừng, trồng cây lâu năm, cho nên là phải đợi quy hoạch thì mới chuyển đổi được sổ. Đấy. Thì vấn đề đầu tiên thì cũng từ khi em đóng chó và chuyển chó cho các cô chú anh chị em. Đấy, thì cũng một số thì cũng thuận lợi, một số thì cũng không thuận lợi cho lắm. Đấy, tại vì đầu năm, đầu tháng đấy, thì xe cộ, xe pháo nó cũng có nhiều những cái vấn đề bất cập và cũng có nhiều những cái vấn đề khó khăn. Đấy, chỗ thì hẹn lần, hẹn lượt, chỗ thì giao chó không đúng giờ, chỗ thì trì trệ. Đấy. Rồi thêm cái là nhà xe thì có nhà xe tốt, nhà xe thì chưa được có tâm cho lắm. Nhưng mà thôi, cũng chung quy đầu năm đầu tháng cũng thông cảm cho người ta. Đấy, tại vì là người ta cũng nói chung là nó có nhiều vấn đề lý do trong đầu năm lắm. Tại vì là bận rộn, rồi là nhiều cuộc điện thoại, rồi người ta cũng là ngành dịch vụ, cho nên là người ta cũng phục vụ nhiều quá, quá tải. Cho nên là cái thái độ cũng có thể là cái thái độ, và cũng có thể là do đầu năm đầu tháng nhiều công việc tấp vào, cho nên là người ta cũng sẽ có những cái điều người ta phục vụ mình nó không có tốt, chưa được chỉnh chu và chưa được chu đáo cho lắm. Cái này thì em cũng nói chung điên đầu lắm, nhưng mà cũng thôi, chung quy là cũng hết sức thông cảm. Đấy, thì nói chung là cố gắng, cho đến tay của các cô chú anh chị em rồi thì mọi người cũng cố gắng chăm sóc, đừng bỏ bê nó. Đấy, cái thời gian 2003 đến nay là bước sang năm 2004. Đấy, thị trường thì đầu năm này thì chưa thấy cái gì là khởi sắc. Đấy, thị trường thì thấy là nó vẫn đang đi xuống. Giá của con chó Bắc Hà hay con chó Mông Cộc hay con chó Phú Quốc thì nó đang ở một mức độ gọi là thấp. Đấy. Nhiều các cô chú anh chị em hỏi em là Tú bán giảm giá đến 50% như thế thì trước thì bán lời to. Đấy, bây giờ bán giảm 50% thế chưa chắc là đã lỗ. Thì em xin thưa với các cô chú anh chị em, ai mà đã từng xem những cái video phân tích của em đối với cái chuỗi thức ăn trên cái con chó sù Bắc Hà thì mọi người sẽ biết. Em nói mọi người, trồng một cái cây, nuôi một con chó, con mèo, con gà, con vịt nó không đơn giản đâu. Khi chúng ta trồng một cái cây ở quanh nhà để ăn quả, ăn trái hay chúng ta chơi ấy, thì nó là ở một vấn đề khu vực nhỏ. Nhưng mà khi chúng ta trồng một cái cây đại trà và chúng ta nuôi những cái con vật, nó từ 10 con lên đến 100 con, hay từ 1 con lên đến 10 con, hay là từ 10 con lên đến 20-30 con, thì nó là cả một cái vấn đề to lớn khác, chứ không phải là ở vấn đề là 1 con, 5 con, 10 con. Đấy, ngay kể cả các quý chú anh chị em cứ thử vập vào mà xem, mọi người sẽ thấy cái khó, cái khổ của những người nuôi chó sinh sản hay những người mà trồng cây. Đấy, thì mọi người biết, em nói thật mọi người, ngày trước đi rất nhiều các trang trại chó. Đấy, thấy người ta nuôi rất sướng. Đấy, những cái năm 2013, 2014, 15, 16. Đấy, người ta nuôi rất sướng. Nhìn chó người ta rất là đẹp. Đấy, xong đến về mình nuôi, mình bảo ô mình tại sao mình cũng chăm sóc như thế, tại sao mình cũng hoạt động, chia sẻ giống như người ta như thế, nhưng tại sao mà mình lại không đạt được cái mà như người ta có. Thì đây là thời gian.
và kể cả kinh nghiệm và công sức và tiền bạc người ta bỏ ra để người ta có một cái quy trình riêng, để người ta có những cái hoạt động riêng của trại. Đấy, với cả chả có ai chia sẻ cho các cô chú anh chị em là khó khăn. Đấy, thường thường những người ta hay nói rằng là ôi dồi ôi, nuôi dễ mà, có gì đâu, thì rồi các kiểu thể loại. Nhưng mà thực sự là người ta nói thế thôi để cho mình có động lực, nhưng mà đến lúc vào phát là biết mùi lợi hại ngay. Ngoài cái việc mà chăm sóc những cái con chó con, hay là nói chung là những cái con chó con là mới khó thôi, còn những cái con chó to rồi thì nó lại là ở một vị trí dễ. Đấy, dễ dàng hơn. Những con chó to hơn nữa thì nó lại quá dễ dàng. Nhưng mà nó lại phải đòi hỏi là trang trại nó cũng phải có tâm một tí. Tâm là như thế nào? Những con chó từ lúc nhỏ thì không nói, nhưng đến lúc mà nó cứng cứng một tí là phải có sự huấn luyện. Đấy, huấn luyện xong mà bài bản. Đấy, để khi mà về tay các cô chú anh chị em, thứ nhất là nó sẽ có cái nền tảng, bộ não của nó sẽ nền tính. Thứ hai, nó sẽ nghe cái sự điều khiển của mình mọi lúc mọi nơi và nhận dạng chủ trong vòng gọi là 3 ngày đến 1 tuần. Đấy, có nhiều con thì nói chung đối với chó con ấy thì nó sẽ khó chấp nhận hơn nhá. Còn đối với những cái con chó to ấy, nhiều người cứ tưởng là chó con nó sẽ quen nhanh hơn, nhưng không phải đâu. Chó con nó sẽ dè chừng, dè dặt hơn, và chó con cái tâm lý của nó thì thường thường là nó hoảng loạn hơn chó to. Đấy, không phải là những cái con mà nó rụt rè nhút nhát là nó thần kinh nó yếu đâu, không phải đâu. Tất cả những cái con chó mà tuyển mà bán cho các cô chú anh chị em, không phải không có một con nào thần kinh yếu cả. Nhưng sẽ có con nó sẽ có cá tính. Sẽ có con nó sẽ có một cái nét gì đó nó đặc biệt. Đấy. Chứ nếu mà nhân giống đến thế hệ F4, F5 và kể cả như trại của em mà tự nhiên bán cho các cô chú anh chị em hở đâu ra một cái con chó mà thần kinh yếu, thì em nói thật với mọi người, những con thần kinh yếu chỉ cần cho nó vào lồng thôi, nó đã hú hét, nó đã gọi là nó như một con chó điên rồi, nó như con chó dại rồi, chứ đừng có nói là nó ổn định ở trong lồng. Đấy, tại vì là cái trí não của cái con chó chó mà nó thần kinh yếu ấy, thì thường thường là nó sẽ phản ứng với một số những cái công việc nhẹ nhàng nhưng mà nó lại làm quá lên. Đấy, thì người ta mới gọi là thần kinh yếu. Đấy, chứ còn thần kinh yếu gì mà biết sủa, biết cắn, thần kinh yếu gì mà vẫn biết ăn, thần kinh yếu gì mà vẫn gọi là có nhìn chủ rồi là các kiểu thể loại, thì không phải là một con chó thần kinh yếu. Cho nên đừng có vội vàng đánh giá nó nha các cô chú anh chị em. Đấy, càng những cái con như thế chinh phục được nó thì các cô chú anh chị em mới thấy nó hay. Rồi, về cái vấn đề tiếp theo, đó là về cái vấn đề mà cái con chó của các cô chú anh chị em khi về mọi người chưa hiểu cho lắm. Đấy. Mọi người thấy nó thế nọ, mọi người thấy nó thế kia, mọi người mang đi bác sĩ và bác sĩ vẽ ra một thứ bệnh, một số bệnh, một đống bệnh. Thì em nói cái điều này các cô chú anh chị em phải lưu tâm lưu ý một tí. Nếu mọi người không thạo ấy, đấy, thì mọi người có thể là hỏi em sẽ chỉ cho cách cho các cô chú anh chị em làm rất là đơn giản luôn. Đấy, mấy hôm nay thì nhiều người hỏi mác thuốc lắm, nhưng mà em sẽ tạo ra một cái thời gian em sẽ chụp kỹ các mác thuốc cho các cô chú anh chị em luôn. Đấy, để em gửi cho mọi người. Đấy, mọi người tiêm dễ lắm, tiêm bắp mới tiêm dưới da thì nói thật với các cô chú anh chị em là nó dễ, mọi người cứ học một xíu thôi. Nói chung là sẽ có lần đầu và rồi sẽ có lần sau, lần đầu thuận lợi rồi sẽ có lần sau. Thì về thì mọi người lo lắng, nó có thể là nó kém ăn một tí, nó có thể là đi phân lỏng một tí, và nó có thể là buồn bã một tí. Đấy, nó có thể là bỏ ăn một vài bữa. Nhưng cái vấn đề này là cái vấn đề không quan trọng nhá. Khi chúng ta thấy mắt nó vẫn sáng, viền mép và lưỡi nó vẫn hồng. Đấy, nó cũng vẫn chạy nhảy linh hoạt. Đấy, và có thể nó không chạy nhảy linh hoạt, nhưng nó phản ứng với những cái điều kiện ở xung quanh là có phản ứng. Thì đó là nó là đang mệt mỏi thôi. Ví dụ như các cô chú anh chị em bay từ miền Bắc ra miền Nam, hay ngồi xe từ miền Bắc ra miền Nam, mọi người cũng thấy là nó mệt mỏi chứ, cảm thấy nó đừ người ra chứ. Chứ huống gì là nó lại còn đâu có được ngồi máy lạnh như các cô chú anh chị em đâu. Nó cũng có máy lạnh, khoang lạnh đồng hoàng, nhưng mà nó được nhốt.
nó nhốt ở trong một cái hầm. Đấy, nó cũng bí bách lắm chứ, nó cũng gọi là cuồng lắm chứ. Bên ngoài thì đang được chạy nhảy tung tăng, vui chơi thoải mái. Ở trong này thì được nhốt thì nó sẽ có sang chấn tâm lý một tí. Đấy. Có con thì nó sẽ thích ứng nhanh và có con thì nó sẽ thích ứng chậm. Đấy, rồi thì là chúng ta lo lắng, chúng ta dẫn nó đến thú y. Thú y vẽ ra một số những các loại bệnh khác nhau, mà đặc biệt trong đó là nó sẽ vẽ ra cái kiểu, thứ nhất là bị ký sinh trùng máu, thứ hai là nó sẽ cho thử Carel Bravo. Đấy, thử Carel Bravo thì em nói thẳng với các cụ chú anh chị em này, sẽ có những vị bác sĩ thú y có tâm và sẽ có những vị bác sĩ không có tâm. Đấy, tại vì trong cái que thử đấy, em nói thật với mọi người nhé, em đã từng đưa những cái con chó đi thử rồi em không bao giờ tin tưởng nữa. Em mang hẳn que thử về nhà, mua hẳn que thử về nhà em thử luôn. Thử nó dễ mà, chả có gì phải ấy cả. Nó có cái loại đút, đút trực tiếp vào hậu môn. Đấy, không có cái gì là khó hết. Mình phải nghiên cứu, mình phải ấy. Cái que thử đấy có bao nhiêu tiền đâu, nó giống như cái que thử Covid ấy mà, nhưng mà nó rẻ hơn nhiều. Cái này thì nó nói chung là không phải cần phải đến thú y. Nếu ai tâm huyết, nếu ai có thể là chăm sóc nó một cách cặn kẽ một tí thì mọi người có thể mua về. Mà em nói thật với các cô chú anh chị em, tiêm 100 con chó thì cái số lượng con chó bị Carel hay Bravo nhắc lại thì nó rơi vào khoảng tầm từ 5 đến 10% thôi. Thì 100 con chỉ có 10 con hoặc 5 con thôi. Đấy. Tại vì sao em lại nói thế? Tại vì tất cả các loại vaccine ở trên đời này, người ta chỉ tiêm vaccine để phòng bệnh, chứ không bao giờ tiêm vaccine để trị bệnh vĩnh viễn và mãi mãi. Đấy, thì nó đấy là cái rủi ro của vaccine. Vaccine nó cũng nói thẳng như thế rồi. Chẳng qua chúng ta tiêm cho nó đúng quy trình. Khi mà bị mắc lại Carel Bravo thì chúng ta sẽ chữa trị nó sẽ tốt hơn. Và ở trong người nó đã có cái chủng bệnh Carel Bravo rồi thì người ta truyền dịch và người ta tiêm thuốc, nó sẽ thích ứng và nó sẽ có nguy cơ, nó sẽ có khả năng là khỏi nhanh hơn và không bị chết. Đấy, còn những cái con mà đã thích ứng với Carel Bravo rồi, đấy, nó đã khỏe mà nó chống chọi được với bệnh rồi, thuộc những cái hệ mà 80 đến 90% những cái con chó sau này không bị Carel Bravo, thì những cái con đó chỉ mỗi năm chỉ cần tiêm nhắc lại một lần nữa thôi là cực kỳ khỏe mạnh và sống lâu với chúng ta. Đấy, còn riêng về cái loại bệnh mà nói lại vấn đề về que thử nha các cô chú anh chị em. Đấy, là người ta có thủ thuật hết. Ngày trước thế này em mới biết ra, em mới phát hiện ra, em kể cho các cô chú anh chị em một câu chuyện. Em nói thật là rất là bực mình luôn. Có một thằng cô em luôn, nó cũng trong cái hội chó của bọn em luôn, ở khu vực Đạ Tẻ. Nó mở cửa hàng thú y, nó tiêm cho em nói thật với các cô chú anh chị em, nó tiêm mà em cảm giác đuối luôn. Nó học thú y về, nó cũng biết mổ xẻ các kiểu, triệt sản các kiểu, cũng mổ miếc gây mê các kiểu, thấy cũng chuyên nghiệp lắm. Vào là bắt đầu nhá, là nó thử. Nó thử, trong đó là lúc đó là gần 50 con chó con. Đấy, đẻ cỡ đấy luôn. Gần 50 con chó con, nó thử mà đến 30 con chó con bị Carel Bravo. Mang ra chỗ của nó, chữa cho 30 con chó con đó. Em thật với các cô chú anh chị em là chữa Carel Bravo cho một con chó con, ít nhất là nó cũng rơi vào khoảng tầm cú. Đấy là ít nhất. Mà nó chữa xong em trả nó rớt nước mắt tiền luôn. Sau rồi em thấy là về nhà, em thấy những cái con chó khi bắt đi và khi về nhà thì nó giống y đúc như nhau luôn. Mà thậm chí mà nó còn không có mùi kháng sinh luôn. Tại vì khi mà nhắc đến Carel Bravo ấy, nó sẽ có phải có mùi kháng sinh trên con chó nhá. Tại vì Carel Bravo là hai loại bệnh, nó gọi là bệnh truyền nhiễm mà. Đấy, thì nó sẽ phải có mùi kháng sinh, mà chơi kháng sinh phải cực cao. Truyền dịch nữa ấy, thì cái con chó từ lúc ỉa cho đến lúc đái đều sẽ phải có mùi kháng sinh, kể cả truyền đạm hay là truyền cái gì không cần biết. Nhưng mà trên, kể cả con người thế, con người bị bệnh với con chó bị bệnh thế, ngửi mùi lúc nào cũng sẽ phải có mùi kháng sinh hoặc có một số những cái mùi thuốc khác nhau. Nhưng mà đây con chó cực kỳ sạch sẽ, nó tắm rửa các kiểu. Đấy, em cũng không nói gì. Đấy, nhưng mà đợt sau, đấy, đợt sau bắt đầu là em cho mấy anh em khác cầm chó của em
Đấy, như là nó không biết luôn quan hệ với nhau. Đấy, với cả chó của em nó vào nó thử. Đấy, trong một ngày khỏe mạnh nó thử vẫn ra Caria Bravo vài ba con. Đấy. Cho nên là biết à, thằng này kiếm tiền tháng, thằng này kiếm tiền theo số lượng đầu chó. Và một số anh em khác cũng thế, đến thử cũng thế. Đấy, mà trong khi đó bọn em mang lên ngay ở trên Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc thử. Thử không ra một con Caria Bravo nào cả. Người ta hỏi là thế tiêm bao nhiêu mũi rồi? Bảo tiêm 2 mũi rồi, con thì tiêm 3 mũi rồi. Người ta bảo tiêm 2 mũi thôi, đừng tiêm 3 mũi. Tiêm 3 mũi thì cũng được, nhưng mà sợ là tiêm 3 mũi là nó chột chó với cả nó ấy. Đấy, nhưng mà cũng có một số thú y người ta khuyên tiêm 3 mũi để nuôi cho nó tốt hơn, nó trọn đời. Còn đúng theo quy trình chỉ có tiêm 2 mũi thôi. Đấy. Thì em mới biết là à, mẹ cái thằng này lần sau tiếp tục nữa em lại thử nó nữa. Đấy, thật sự là cái thằng đấy nó còn tiêm cả nước cất cơ. Thật sự con chó là nó không có bệnh gì đâu. Nó chỉ hơi hơi, ngày xưa thì nói chung là cái tâm lý mới mở trại rồi là muốn chỉnh chu, rồi là muốn gọi là con chó chỉ cần hơi hơi tí là bắt đầu là cảm thấy lo lắng rồi. Đấy, nhưng mà đến tận giờ thì nói chung là kinh nghiệm đầy mình rồi. Đấy, cứ từ từ. Đấy, mày cứ ăn sáng trước đi, ví dụ sáng ấy đến buổi tối tao sẽ tiêm cho mày, sáng mai mày sẽ khắc sẽ có chuyển biến tốt. Đấy, với cả bắt bệnh được luôn, em nói thật đến giờ này thì bắt bệnh được luôn. Ra thú y mua đầy đủ loại thuốc về tao tiêm cho mày, từ tiêm bắp cho đến tiêm dưới da, rồi cho đến tiêm bắt ven cho mày tiêm luôn. Đấy, cho nên là với cả đấy là Caria Bravo nhá. Tiếp theo là cái loại mà nội ngoại ký sinh trùng, hay gọi là ký sinh trùng máu đấy, nó hay nói là thế. Thì cái này em nói thật với các cụ chính chém, ngay kể cả cơ thể bản thân của mình nói chung cũng có ký sinh trùng trong người, em nói thật. Nhưng mà chẳng qua ấy, con người mình ấy ăn chín uống sôi trong một thời gian dài, cho nên là cái bọn ký sinh trùng đấy nó không thể nào mà phát triển được. Tại vì ký sinh trùng nó sẽ dựa vào những cái gì nó bẩn thỉu, rồi nó sẽ phải có thôi. Nói chung là trong cơ thể hay từ thực vật cho đến động vật bậc thấp cho đến động vật bậc cao như con người đều có ký sinh trùng trong người hết. Đấy. Nhưng mà tại sao? Tại vì chúng ta được tẩy giun thường xuyên này. Đấy, thì cái con chó nó cũng phải tẩy giun thường xuyên nhé. Và con chó có một loại thuốc, đó là thuốc nội ngoại ký sinh trùng. Nếu xuất hiện ve giận trên con chó, chúng ta có thể tiêm 6 tháng một lần trên con chó. Đấy, tiêm nói chung là cái loại này thì nó lành tính lắm. Tiêm nói chung là chừa những cái con mà mang thai với cả những cái con mà cho con bú ra, thì những cái con chó từ chó con cho đến chó to là lành tính 6 tháng một lần. Đấy, song song với việc mà chúng ta tiêm 6 tháng một lần như thế, nói chung tiêm nó khoảng tầm được 3 ngày là con ve kể cả đang cắn ở trên da, đấy, đang bậu ở tai là nó tự nhả, và có con cắn mà không nhả được là tự chết. Đấy, thì chúng ta tắm nhá. Tắm thường xuyên trong vòng một tháng ròng rã. Ví dụ một tuần chúng ta tắm 2 lần, hay là 3 ngày chúng ta tắm 1 lần. Đấy, tắm ròng rã cứ 3 ngày 1 lần trong vòng nửa tháng cũng được. Thì nói chung là nó sạch hoàn toàn. Và tiêm cái thuốc nội ngoại ký sinh trùng nó xong thì cái con chó của các cô chú anh chị em, kể cả ở trong cơ thể của nó, một số những cái loại giun sẽ bị ức chế lại. Một số những cái loại ký sinh trùng như sán cũng sẽ bị ức chế, và sẽ có những cái con chết, có những chủng sán và chủng giun sẽ chết. Đấy, về kể cả ký sinh trùng mà từ cái con ve giận, mọi người phải hiểu ve giận ấy nó không mang nhiều ký sinh trùng cho lắm. Cho nên là đừng nói là khi nào nó xuất hiện ve giận là lúc đó có ký sinh trùng, là không phải đâu nha. Chúng ta phải hiểu ký sinh trùng là cái gì. Đấy, chứ đừng để người ta lòi. Còn mọi người mang đến thôi thì lỡ mang đến rồi thì sẽ thôi, đó là một cái bài học. Đấy, mọi người tiêm nội ngoại ký sinh trùng xong rồi mọi người tiêm cho nó một mũi đạm, rồi là mọi người tiêm cho nó thêm một mũi vitamin K và một mũi gọi là giảm stress. Đấy, bổ sung vitamin tổng hợp. Con chó của các cô chú anh chị em là tiêm một mũi nội ngoại ký sinh trùng nó xong, ba loại kia tiêm 3 ngày liên tục. Con chó các cô chú anh chị em khắc khỏe, sau nó ngấm thuốc là khỏe luôn.
Đấy, em không có nói điêu, không có nói sai. Nên là biết thì nó dễ, còn không biết thì nó sẽ là một vấn đề to lớn, nó sẽ là một vấn đề khó, nó sẽ làm cho các cô chú anh chị em sẽ có những cái cảm giác nó sẽ không an toàn, nó sẽ mông lung. Đấy, đó là cái lời khuyên của em. Còn về cái việc mà cái cây sầu riêng này này, thì nhiều các cô chú anh chị em cũng hỏi là ở vùng Tú đấy thì nếu tìm đất mà chăm sóc các kiểu thì Tú thấy nó có tốt hay không. Thì nói chung là vùng ở dưới em đây thì cũng là vùng sầu riêng ở ba huyện phía Nam là Đạ Hoai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thì vùng em đây em thấy trồng sầu riêng là rất là ok. Đấy, nhưng mà các cô chú anh chị em trồng sầu riêng thì nó cũng theo một cái thể thức nó hoang dã một tí nhá. Chứ còn mà phụ thuộc vào phân thuốc nhiều, chất kích thích nhiều, các cô chú anh chị em sẽ nhận lại được những cái hậu quả nó khôn lường. Nó sẽ nổ thân, xì, mủ rồi các kiểu thể loại. Những cái vườn mà chỉ cần lớn tháng hơn vườn của em tí thôi, cây bé như cái bắp tay này đã thấy nổ thân, nổ thiếc. Cho nên là nói chung là mình cũng phải học một tí, thì là mình mua vườn, mua dãy mình làm. Còn em nói thật mọi người bây giờ cứ thấy là người ta cứ bảo là vài ba trăm nghìn, cả trăm nghìn một ký sầu riêng, nhưng mà thật sự đến lúc thu các cô chú anh chị em mới biết mùi lợi hại, bao nhiêu phân, bao nhiêu thuốc đấy, chứ không phải là bỏ ít mà thu được nhiều đâu, không có chuyện đấy đâu. Đấy, nhất là cái công đi xịt thuốc, công đi bỏ phân mới kinh, nhất là đi xịt thuốc. Đấy, những cái vườn mà nó kín như thế này. Đấy, và những cái vườn mà nó kín như thế này thì em nói với các cô chú anh chị em là xịt ấy, chỉ có tắm thuốc thôi. Và trong cái thời gian này thì tắm thuốc thôi. Hôm qua đây hai vợ chồng rảnh mới đi xịt. Đấy, đây là gọi là xịt để gọi là khống chế thôi. Đấy, chứ không thể mà leo theo người ta được, cho nó đỡ cắn đọt thôi. Đấy, đợt trước thì nó đã đi một lần cơi đọt rồi. Đây, đợt này nó lại chuẩn bị đi một cơi đọt nữa. Thì lại mới bón phân xong. Đấy, mới bón phân xong. Cây của em thì nói chung là thuộc dạng cây kém, chứ không phải là cây đẹp như người ta. Người ta chăm được, người ta cây mỡ đó. Nhưng mà được cái là mình chăm kém ấy. Thân nó to. Đấy, cây của em đây thân nó to. Đấy, người ta chê mà cây năm nhất đây, cây năm nhất như thế này là kém. Đấy, nó cũng có một vài những cây nó nổi trội. Đấy, nhưng mà đa số là nó chỉ có sản sản như này. Đấy, chăm chiếc thì nó nói chung là em thì làm tứ lung tung các công việc, vợ em thì làm bên nhà nước, cho nên là nó cố định làm cho nó gọi là nó có công việc, nó vui thôi. Chứ thật sự ra làm nhà nước mà để giàu thì em thề với các cô chú anh chị em luôn, các cô chú anh chị em nào đã đi làm nhà nước mọi người biết à, chẳng thua gì cả, mệt lắm. Mua sữa cho hai đứa còn thiếu luôn ý, chứ đừng nói là đấy, cho nên là cũng tranh thủ lóc cóc làm vườn thôi. Đấy, đợt trước nó bị cắn này. Đấy, mấy cái con côn trùng nó cắn ghê lắm, nó cắn mà nó hít này. Cái cây này nó đang tán tròn mà nó cắn phát dạp một bên luôn. Đấy, lủng một bên rồi này, các cô chú anh chị em nhìn này. Đấy, đáng nhẽ nó phải tròn đều như thế này. Đấy, bây giờ nó lủng một bên luôn. Đấy, em thì được cái là lăng đi tưới lắm. Đợt này ở trong Tây Nguyên bọn em, nhất là khu vực Lâm Đồng đây nó khô hạn lắm. Đấy, nó nắng mà đến nỗi mà mấy cái cây này nó không mở lá luôn. Đây này em ngày nào cũng tưới nhá. Em phải gọi là đi tưới luôn đấy. Người ta cứ bảo là sao mày đầu mùa nắng thế này mà mày đi tưới thế này, không sợ tốn điện à? Sợ cũng gọi là sợ tốn điện, cũng sợ nhiều tiền điện lắm, nhưng mà cứ phải tưới cho nó chứ. Mình đã không bón phân, bón phiếc được cho nó nhiều, không có thời gian chăm nó nhiều thì thôi. Trong cái thời gian khó khăn như này về thời tiết thì thôi cho nó ăn tí nước, chứ mình lại tiếc với nó nước nữa thì thôi, đúng thật là cây chết luôn. Đấy, cây đợt này về nhà thì có thời gian thì mọi người thấy nó cũng to lên rồi đấy. Nó đi được một cơi đọt, nó đi được hơn 50 phân luôn đấy. Đấy thì mới thấy là người ta chăm thần tốc như nào. Đấy, cứ mỗi một cơi người ta bỏ như thế mà. Đây. Đấy, một cơi mới này nó lên nhanh lắm, mạnh lắm. Đấy, với cả em thì lại nói chung là thuộc cái trường phái mà trồng sâu gốc.
Đấy, trồng chỉ có cách quả gốc trên tầm một gang thôi. Cho nên là trồng rất là sâu. Tại vì ở em đây gió nó lật bao nhiêu lần rồi, sầu riêng rồi. Cho nên là cũng tham khảo một cái thằng bạn ở trên Hà Lâm. Nó cũng trồng sầu riêng, nó cũng đưa ra những cái phương án. Thì thôi, nói chung là mình còn trẻ, mình còn có trải nghiệm, nhưng mà thật sự là nó cũng không thất bại đâu. Đấy, trồng sâu gốc mà những cái cây mà nó vẫn phát triển như này. Không biết là nó phát triển bằng cây người ta không thì em chưa kiểm nghiệm được. Em thấy nó trong cái con mắt của em thì thấy nó cũng vẫn được. Đấy, từ từ thì mình cũng sẽ có cái công thức cho cái vườn của mình thôi. Chứ nói thật thì cũng chả ai dạy mình nhiệt tình ngay từ đầu, chỉ bảo ngay từ đầu, kể cả tỉa tót, cành chồi các kiểu. Đấy, em đi tỉa, tự tỉa, sai lại sửa thế thôi. Chứ còn nói thật như thằng bạn em thì nó nhiệt tình lắm, nhưng mà nó cũng phải đi làm, chỉ với cả hỏi những người xung quanh này, người ta không bao giờ nói đâu. Người ta cứ bảo ui phân thuốc gì thì cứ ra tiệm phân hỏi. Đấy, rồi là người ta bảo là ui cứ làm đi rồi khắc sẽ biết. Đấy, thế thì mọi người bỏ hỏi, thế thì hỏi bằng không. Mình là người con số 0, mình đi hỏi người con số 10, mà người số 10 nói như thế thì thì mình chả điên. Đấy, thì các cô chú anh chị em cũng phải lường trước và dè chừng như thế. Đây, mấy hôm lên phát cái vặn người bị đau mẹ lưng rồi. Đấy, thế là lại không phát được. Nên mùa này tưới tắm nhiều ấy, cỏ nó mọc sum suê như mùa mưa luôn. Phát như này, ủ gốc như này thì lần sau bón phân với bón lân nữa thì nó sẽ thành một cái chất gọi là chất phân. Chất phân từ cỏ nữa thì nó rất là tốt. Tưới đẹp chưa? Em mùa khô này em để cỏ như này. Đấy, để cho vườn nó ấy. Đó. Đẹp, tưới rất là đẹp. Tưới mạnh luôn. Rồi, video em xin kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo.